Quyển 93, thứ 3 nhiếp trạch sự, duyên khởi. Thực đế giới khế kinh, phần 1. Như vậy đã thuyết nhiếp trạch sự xứ, này ta sẽ thuyết nhiếp trạch sự duyên khởi, thực đế giới. Ốt Đà Nam nói chung, lập thầy hai đế thầy, lấy xúc làm duyên thầy, hữu diệt thầy, thực thầy, như lý thầy rốt sau. Ốt Đà Nam nói riêng, lập tụ khổ quán đế, thành giáo nhiếp trí tế, từ lượng tế quán sát, thượng mạng sau thẳm sâu, lược do ba tướng nên biết kiến lập duyên khởi giải biệt. Một, từ tiền tế trung tế được sanh. Hai, từ trung tế hậu tế được sanh. Ba, từ trung tế hết sanh rồi, hoặc thú hướng lưu chuyển, hoặc thú hướng thành tịnh. Trong đây sao gọi là từ tiền tế trung tế hết được sanh và ở trung tế hết sanh rồi lưu chuyển? Như có người đời trước không phải thông huệ, vì vô minh làm duyên nên thân ngự ý gây tạo và tăng trưởng nghiệp tội phước bất động. Do đây làm duyên, thức tùy theo nghiệp đã hành cho đến mạng chung lưu chuyển không đoạn dứt, năng làm hậu hữu, đức nhân sanh thức tương tục tiếp nối sanh. Chuyển chuyển như vậy có ái bên trong bên ngoài, khi thức đây sắp sanh quả, lấy ái bên trong bên ngoài đang hiện tiền làm trợ bạn mà phát khởi, đã mạng chung rồi, do nhân tiền tế ở đời hiện tại tự thể được sanh, đã sanh rồi dần dần trong thai mẹ, nhân thức làm duyên tiếp nối sanh quả thức. Theo đây chuyển chuyển không dứt, nhậm phận giữ diễn chỗ có phần vị danh sắc thiết là làm. Phần vị về sau càng thủ thắng hơn, bắt đầu từ trong thai tạng cho đến già suy. Lại tức thức đây, đường lúc đường tục sanh, năng cảm sự sanh, thọ nghiệp, cùng quả dị thục. Thức dị thục sanh lại nương danh sắc tương tục mà chuyển, đó là nương gá sáu y xứ là nhãn mà chuyển, do đây nói là danh sắc duyên thức. Năm căn y đồng sanh gọi là sắc, căn y diệt không gián đoạn gọi là danh. Tùy chỗ thích hợp danh sắc năng làm chỗ nương cho sáu thức. Vì nương tựa danh sắc kia cho đến lúc mạng chung, thức lớp lớp tùy chuyển. Lại năm sắc căn, hoặc đại trùng sở y của căn, hoặc xứ sở của căn, hoặc đại trùng năng sanh của kia, được gọi là sắc, còn lại gọi là danh. Do thức chấp giữ chỗ có các căn, rơi trong sự tương tục mới lưu chuyển không dứt, cho nên hai tên gọi hợp chung đây nương vào thức tương tục lưu chuyển. Do đây nên nói thức duyên danh sắc duyên thức, ở đời hiện tại giống như bó cỏ lau nương nhau mà chuyển cho đến lúc mạng chung. Như vậy gọi là từ tiền tế trung tế các hành duyên khởi được sanh, ở trung tế sanh rồi lưu chuyển không dứt, nên biết trong đây nương loài thai sanh mà thuyết thứ lớp lưu chuyển. Nếu loài noãn sanh và thấp sanh trừ ở thai mẹ, còn lại như trước thuyết, hữu tình thuộc tụ hữu sắc ở dục giới và sắc giới có sự sanh khác so với loài trước, tức là hữu tình thọ hóa sanh ở hai cõi đây lúc sơ sanh các căn viên mãn, hữu tình ở vô sắc giới có sự sanh khác, đó là thức nương nơi danh và trùng tử sắc, lấy thức làm chỗ nương danh và trùng tử sắc chuyển. Bởi thức kia bên trong chứa trùng tử sắc, tùy sắc gián đoạn nhưng về sau lại được sanh, như vậy gọi là chỗ sanh khác trong đây, do nghiệp phước nên sanh ở hai cõi trời vào người dục giới, do nghiệp tội nên sanh trong đường ác, do nghiệp bất động nên sanh trong sắc giới và vô sắc giới. Sao gọi là từ trung tế hậu tế các hành duyên khởi được sanh? Sao gọi là bất sanh? Do bất sanh nên chứng đắc thành tịnh. Đó là kiểu như vậy, ở trung tế Bồ Đặc Già La đã sanh lãnh thọ hai quả do nghiệp trước thu được. Một, lãnh thọ quả dị thuộc bên trong. Hai, lãnh thọ quả tăng thượng do cảnh giới phát sanh. Bồ Đạt Già La kia hoặc do lắng nghe pháp bất chánh, hoặc do đời trước được thường xuyên tập quen nên phát khởi ngu si đối với hai chủng quả. Do ngu si đối với quả dị thục bên trong nên không thể nhìn thật rõ biết đường lai khổ hậu hữu sanh. Do tiền tế hậu tế vô minh đầy lực tăng thượng ở nơi các hành gây tạo và tăng trưởng nên biết như trước. Do nghiệp mới đầy huân ước chuyển biến thức nên ở trong hiện pháp thức theo nghiệp hành. Như vậy lấy vô minh làm duyên nên các hành được sanh. Hành làm duyên khiến thức chuyển biến, nên biết thức đầy ở trong hiện pháp chỉ là tánh nhân. Vì về sau hiếp thọ sanh các quả thức, tóm lại tổng đường tất cả thức gọi là sáu thức thân. Lại tức thức đầy là chỗ đuổi theo của chủng tử danh sắc hậu hữu đường lai. Chủng tử danh sắc lại là chỗ đuổi theo của chủng tử sáu xứ hậu hữu đường lai. Chủng tử sáu xứ đây lại là chỗ đuổi theo của các chủng tử xúc hậu hữu đường lai. Chủng tử xúc lại là chỗ đuổi theo của các chủng tử thọ hậu hữu đường lai. Nên biết đây gọi là trung tế dẫn dắt nhân hậu hữu, do thức làm tiền dẫn, thọ đi sau cùng khắp năng dẫn dắt các tự thể. Như vậy do ngu đối với quả dị thục thứ nhất khiến dẫn hậu hữu rồi,
lại do ngu đối với quả tăng thượng, do cảnh giới phát sanh thọ, duyên cảnh giới thọ phát sanh tham ái. Do ái đây nên hoặc cầu các dục, hoặc cầu các hữu, lại chấp dục thủ, hoặc chấp kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngữ thủ, chấp các thủ rồi, ái và thủ đầy hòa hợp thấm nhuần, khiến nhân dẫn dắt trước chuyển, gọi là hữu. Chính đây nhiếp thuộc nhân sanh khởi hậu hữu. Hữu đây không gián đoạn, đã mạng chung rồi, như dần dẫn, như nhân dẫn dắt đầy, dẫn dắt các hành sanh khởi. Thức là đầu tiên, thọ là rốt sau, hoặc từ từ sanh, hoặc lại sanh ngay. Như vậy nên biết ở trong hệ pháp ban đầu dụng vô minh giúp sanh thọ, thọ làm duyên sanh ái, ái làm duyên nên kế sanh thủ, thủ làm duyên nên chuyển thành hữu, hữu làm duyên nên sanh được, sanh khởi. Sanh làm duyên nên thứ lớp, các thứ khổ, lão, bệnh, tử, sai biệt, hiện tiền. Nên biết trong đây hoặc có nơi sanh đến hiện tiền, hoặc có nơi trụng tử đuổi theo. Như vậy trung tế vô minh duyên hành, thọ duyên ái, năng khiến hậu tế các hành duyên khỏi sanh. Nếu trong hiện pháp từng người được nghe pháp, hoặc ở đời trước đã tích tập tương đương, do kia làm nhân, năng ở nơi hai trùng tánh qua các hành như lý tư duy, hoặc ở nơi nhân kia, hoặc ở nơi diệt kia, hoặc hướng đến hành diệt mà như lý tác ý tư duy, nên phát sanh chánh kiến. Lại ở nơi các đế dần dần thành tựu trí kiến hữu học, vô học thành tịnh. Kia do lực trí kiến như vậy, năng vĩnh viễn đoạn vô minh và ái không sót thừa. Do đoạn diệt kia nên ở nơi sở duyên không như thật biết kia, tức các thọ do vô minh xúc sanh khởi, cũng lại theo đó đoạn trừ. Do đoạn đây nên trong hệ pháp lìa vô minh chứng tự giải thoát, lại ở nơi vô minh xúc sanh khởi các thọ, trong tâm sanh khởi phiền não tương ưng tham ái, tức ở nơi tâm kia cũng năng lìa trói buộc, do lìa tham nên chứng tâm giải thoát. Lại các hữu vô minh lúc chưa đoạn diệt nương thức, cuối cùng là thọ hậu tế các hành lẽ được sanh khởi. Do vô minh kia diệt nên kia đều chẳng được sanh, thành pháp bất sanh. Cho nên thuyết rằng vô minh diệt nên các hành theo đó diệt, thường lớp cho đến dị thục sanh khởi các xúc cũng diệt, dị thục sanh khởi các thọ cũng theo đó diệt. Lại trong hệ pháp vô minh diệt nên vô minh xúc diệt, do vô minh xúc vĩnh viễn diệt nên thọ do vô minh xúc phát sanh cũng theo đó diệt. Do các thọ vĩnh viễn diệt nên ái cũng theo đó diệt. Do ái diệt nên như trước nói, sở hữu thủ cho đến tổn não lấy làm biên cuối của các hành đều diệt, thành pháp bất sanh. Như vậy ở trong hiện pháp các hành đều không lưu chuyển. Do không lưu chuyển nên ở trong hiện pháp trụ hữu dư y bát niết bàn giới, gọi là chứng được hiện pháp niết bàn. Vị kia bấy giờ thức duyên danh sắc duyên thức xót thừa vĩnh viễn diệt, nên được gọi là thanh tịnh sáng sạch. Cho đến vị kia trụ thân có thức chưa diệt, thường lãnh thọ lìa sự trói buộc của các thọ, không lãnh thọ có sự trói buộc của thọ, thân có thức hàng trụ tương tục cho đến thọ tận thọ lượng, do nghiệp trước dẫn dắt xả bỏ thân mà thức giữ gìn cũng xả mạng căn. Từ đây trở về sau, chỗ có mạng căn diệt hẳn không sót, đều không còn lại gì. Lại các thức cùng tất cả thọ ở trong vị đây nhậm vận mà diệt, vì nhân đã diệt trước nên phần sót lại chẳng tương tục, cũng diệt hẳn không sót. Do đạo lý đây gọi là vô dư y bát niết bàn giới, rốt ráo tịch tĩnh, thường trụ tịch tĩnh. Vì nghĩa đây nên thường thuận theo niết bàn, thường lấy niết bàn làm rốt ráo. Ở nơi Thế Tôn tu tập phạm hạnh thành thục, đây gọi là nói rộng, do ba trùng tướng kiến lập duyên khởi, đó là từ tiền tế trung tế lưu chuyển, từ trung tế hậu tế lưu chuyển, lại ở trung tế lưu chuyển thành tịnh. Lại an lập chính tướng cây khổ hậu hữu năng sanh hữu đương lai, đó là có người thế gian không thông tuệ, ở trong hệ pháp gây tạo nghiệp mới như cây khổ còn nhỏ. Hoặc có người thế gian không thông tuệ, năng thuận theo các xứ lậu, nương đời hiện tại, tùy quán ái vị, nương đời quá khứ, sanh sầu liên tiếp, nương đời vị lai chuyên tâm buộc đắm. Đã trụ như vậy, vì trước chưa đoạn trừ tất cả tham ái, lại thêm lớp lớp tập, nên càng chuyển chuyển tăng trưởng. Đây chẳng phải bộ đặc giả là thông tuệ. Người kia lại muốn khiến cây nhỏ hậu hữu thêm tươi tốt, nên lấy nước tham ái thường tưới rót, khiến năng chiều cảm quả thủ đương lai dần dần to lớn cho đến chín muồi. Nếu các thánh đệ tử đa văn tùy tạo hữu lậu năng cảm các cây nghiệp nhỏ đương lai, nhưng lúc thuận theo các hành phiền não như vậy mà tùy quán pháp tánh sanh diệt không điền đảo, lúc ở đoạn giới vô dục giới và diệt giới, tùy quán là tánh tịch tĩnh không điền đảo, khiến nghiệp kia tổn giảm không thể tăng trưởng, khiến cho nước ái tiêu tan, cho nên bậc thông tuệ không muốn tưới cây nhỏ hậu hữu khiến tươi tốt, bèn đoạn diệt ái đây, ái duyên thủ đã bị tổn hại như vậy, khiến tất cả đều chẳng thể sống sót,
hướng lại khiến thêm tăng trưởng. Lại có bộ đạo giả La đã giành khởi tự thể, chỗ tạo tác tăng trưởng xưa kia là nghiệp thuận lãnh thọ về sau, nên trong hệ pháp chịu sự trói buộc, tức tự thể và chỗ gây tạo nghiệp xưa kia thuận thọ về sau nhiếp chung là một, gọi là hậu hữu. Như cây khổ đã lớn, người kia đã nặng thuận các pháp phiền não như trước, cho đến chuyên tâm buộc nắm trụ như vậy rồi, chỗ gây tạo nghiệp xưa kia thuận lãnh thọ về sau như tưới nước thẳng xuống rễ, khiến cây càng thêm xung xuê. Kẻ kia trong hiện pháp ái phiền não như đạo nương tựa khiến cây nảy nở tươi tốt, lấy đây làm nhân khiến tất cả chủng tử thức đi theo nghiệp, đi theo hoặc nghiệp hành ở đời đương lai được tiếp nối sanh trụ nơi danh sắc. Như vậy cây khổ trường thời được sống sót, nên biết bộ đặc giả là như vậy, muốn khiến cây khổ phát triển nảy nở tươi tốt ở đây phẩm bạch nên biết như trước. Lại nữa, Thế Tôn khi xưa làm Bồ Tát, xả bỏ các đạo thế tục trước đã được cùng các thầy thế gian mà ngồi tòa diệu Bồ Đề, vì dục bi mẫn lấy lợi tha hữu tình làm thượng thủ, tự khởi chánh quán sát các đế. Bấy giờ vì muốn trải qua quán khổ đế, nương trì lão tử nhiếp thuộc khổ đế trải qua quán sát nghịch duyên khỏi, nên biết trong đây do ba chủng tướng, nên ở nơi lão tử đây như lý quán sát: một, quán sát nhân duyên tế; hai, quán sát nhân duyên thô; ba, quán sát chẳng phải không quyết định. Nhân duyên cảm sanh cũng gọi là sanh, tự thể sanh cũng gọi là sanh, sanh trước là tế, sanh sau là thô. Trong đây vì quán sanh tế trước có nên có lão tử, vì quán sanh thô sau duyên nên được có lão tử. Đường lai lão tử của sanh tế làm nhân, hiện pháp lão tử của sanh thô làm nhân. Cớ sao gọi là chẳng phải không quyết định, tức là trừ sanh xứ kia nhấp lấy hai chủng sanh khởi tự thể, các xứ còn lại nhất định không thể cho quả lão tử. Như quán lão tử thì mỗi một sanh hữu thủ ái, do hai chủng đều như lý quán sát nên biết cũng vậy. Như vậy gọi là đạo lý nghịch, thứ lớp bắt đầu lão tử quán khổ tập đế của duyên khởi. Trong đây nên biết pháp thuận tập đế giống như tim đèn, tập đế đây như dầu mỡ, khổ đế giống như châm dầu liên tục. Các bộ đặc giả la không thông tuệ, vì như rót dầu đều đặn vào tim đèn tập. Như vậy đèn khổ cháy trường thời, nên biết phẩm bạch trái với tướng trên, tức là khéo phương tiện quán diệt đế và đạo đế. Lại có hai chủng bộ đặc giả la, những gì là hai, một chỉ riêng mình hành, chẳng phải hành lợi ích. Đó là châm dầu liên tục vào tim đèn khiến cây đèn khổ liên tục cháy mãi. Hai, có bộ đặc giả la khác, tùy mình người vô lượng đại chúng hành, nhưng không phải hành lợi ích, tức mình người bị đốt trong tụ lửa khổ lớn. Sự nhiếp thọ lắng nghe tà pháp làm tiền dẫn, tuệ văn tư tu do tà hạnh dẫn phát, ví như thâu gom thêm cỏ khô củi khô và phân bỏ khô. Do như duyên đây khiến tụ lửa khổ trường thời được đốt cháy không tắt dứt. Lại nữa, Thế Tôn khi xưa làm Bồ Tát, ngồi tòa diệu Bồ Đề, nương môn duyên khỏi nghịch thứ lớp mà được nhập vào, trước duyên hậu tế như lý tư duy lão tử khổ đế cho đến ái khổ đế. Như vậy quan sát hậu tế, khổ đế và hậu tế, khổ sở hữu tập đế mà chưa vui đủ, bèn lại quan sát hậu tế tập đế, nhân duyên nhập lấy các khổ hiện tại, đó là nghịch quán thọ, xúc, xó xứ, danh sắc và thức. Nên biết trong đây quán khổ vị lai chính là khổ đế, quán tập nhân kia chính là tập đế. Quán tập đế của khổ đời vị lai do cái gì mà có? Biết nguyên do từ tập trước sanh khởi, thức làm ngàn mé hiện pháp khổ hữu. Tức đã biết từ tập trước sanh khởi chẳng nên quán trở lại, đây làm sao có? Cho nên khi xưa Thế Tôn làm Bồ Tát, vì quán sở hữu khổ tập đương lai, quán khổ hiện tại cho đến tác ý tương ưng tâm thức mà chuyển trở lại. Lại thứ lớp quán y xứ hậu tế tập đế kia, nơi nương tựa của hậu tế khổ đế, tức là hậu tế tập đế cho đến thức, lại trở lại quán thuận như trên. Như vậy thuận nghịch như lý quán sát khổ tập của duyên khởi. Từ đây không gián đoạn quán diệt đế, nghịch thứ lớp bắt đầu từ lão tử nhập vào cho đến vô minh. Vì cớ sao? Vì quán sát khổ đế hiện tại như vậy, sao gọi là tất cả thành đều tận diệt? Vì không tạo tác nghiệp hành mới do vô minh làm duyên. Như vậy trải qua quán ba thánh đế rồi, kế lại tầm cầu diệt thánh đế đây, đạo gì hành gì năng chứng đắc, do túc trụ tùy niệm như trước thuyết, nhớ xưa vì cầu vĩnh viễn tận các lậu, đường tránh kiến thế gian, khiến hiện tiền, điều đã được dạy trao khởi tư duy đây. Tàn này chứng đắc chánh đạo xa xưa, vết tích xưa có các tiền đồng dạo chơi. Như vậy chỉ dùng tác ý thế gian trải qua quán tứ đế, lại dụng tránh kiến ở trong các đế được nhập hiện quán, phương tiện thứ lớp chứng giác vô thượng chánh đẳng Bồ Đề,
phương tiện hiện kiến thu được trí kiến thiện tịnh vô lậu hữu học vô học. Vì nghĩa đây mà ở ba đại a tăng kỳ kiếp tu hành tất cả hạnh khó hành, nay ở nơi nghĩa đây đều đã chứng đắc. Vì loại người, vì ai mẫn các trời người thế gian, tùy người khả năng nhập thánh pháp thì khai thị bốn thánh đế khiến sanh khỏi giác ngộ. Lại nữa, giáo của chư Phật Thế Tôn nhiếp thuộc ba xứ. Những gì là ba? Một, vì khéo kiến lập các pháp duyên sanh không tác dụng. Hai, vì kia làm chỗ nương hành lợi tha. Ba, vì kia làm chỗ nương hành tự lợi. Trong đây khéo kiến lập các pháp duyên sanh không tác dụng. Đó là từ hậu tế hết khổ, quán nghịch hệ pháp tiền tế hết khổ tập, danh sắc duyên thức, thức duyên danh sắc chuyển nương nhau, như bó cỏ lau nương nhau mà được đứng vững. Ở trong khoảng các pháp duyên sanh đầy, đều không phải mình làm, cũng không phải người làm, không phải mình người làm, không phải không nhân sanh. Thì thiết như vậy gọi là khéo kiến lập các pháp duyên sanh không tác dụng. Vì cớ sao? Các hành vô thường. Vì tiền tế hay không? Vì hậu tế hay không? Vì trung tế chỉ có sát na tác dụng động chuyển, trong đệ nhất nghĩa đều không chỗ có, chỉ nương thế tục tạm giả thi thiết. Thi thiết như vậy là như thật không điền đảo. Cho nên thuyết đây gọi là khéo kiến lập, tức nương như vậy, khéo kiến lập tánh, nương các duyên khởi. Vì người tuyên thuyết giáo pháp thánh đế gọi là kia làm chỗ nương hành lợi tha, tức đây làm chỗ nương, tự năng thú nhập thánh đế hiện quán, tùy pháp hành pháp, lại năng chứng đắc hiện pháp niết bàn, nên biết đây gọi là dụng kia làm chỗ nương hành tự lợi. Lại các chủng đệ tử trước tích tập tương đương trí tuệ, thành tựu tuệ câu sanh mãnh lợi gọi là thông tuệ. Vì đầy đủ giáo trí gọi là minh liễu, vì đầy đủ chứng trí gọi là khéo điều phục. Vì không do tha duyên mà tự thông hiểu các pháp gọi là vô sở úy. Vì duyên nơi niết bàn như thật giác gọi là kiến cam lồ. Vì tận vô sanh trí làm chỗ nương, chứng hữu dư y niết bàn giới gọi là thân chứng đắc đầy đủ an trụ cam lồ giới vì diệu. Lại nữa, có các chủng loại ngu phù ngoại đạo tùy năng quán thấy bốn đại chủng thô của thân tánh vô thường. Do quán thân đầy, tùy mạng sống kéo dài mà lúc tăng lúc giảm, lúc sống lúc chết, có xả có thủ. Bèn ở nơi thân đầy năng nhàm chán, năng xa lìa, năng khỏi xác quyết, dụng đạo thế gian lì dục, dục giới, lì dục sắc giới, cao nhất cho đến hữu đảnh. Nhưng nên biết kia ở nơi thân đầy gọi là chưa được giải thoát. Vì cớ sao? Do ở trong định đã đắc kia, thức đầy chỉ được mài rũa sáng sạch, chấp thủ đầy làm ngã, trụ nơi tạp nhiễm. Lại vào thời sau, thọ tận nghiệp tận, thối lui sanh trở lại cõi dưới. Vì ở nơi duyên khởi không được thiện xảo vậy, các thánh đệ tử tùy ở nơi duyên khởi đã được thiện xảo, mà chỉ tùy quán bốn đại chủng tế của thân tánh vô thường, chưa quan sát ngày thức tánh vô thường. Vì cớ sao? Bốn đại chủng thân trải qua thời gian tồn tại lâu, tướng thường khá có được, vì sát na của thân kia tường tờ tiếp nối lưu chuyển, tánh vô thường của chúng có thể nhận biết. Còn tướng thức vô thường thổ hiển dễ có được, vì sát na sở duyên dễ thoát, tướng của chúng chuyển biến, vô lượng phẩm loại có sự sai biệt. Tuy tướng thức đầy tánh vô thường, vô lượng phẩm loại thổ hiển dễ có được, nhưng lại thuyết danh tối cực vì tế. Phải biết tánh đây vì khó thể biết, vì khó thể nhập. Vì cớ sao? Vì chỉ là cảnh thấy của huệ nhãn vậy. Bốn đại chủng thân có tăng có giảm, có xả có thủ, tánh vô thường đây, mà còn chẳng phải lý của cảnh giới nhục nhãn. Huống dùng nhục nhãn thấy duyên khởi thiện xảo, các thánh đệ tử vì muốn ngộ nhập thức tánh vô thường tối cực vi tế, ở nơi duyên khởi như lý tư duy do năng phân biệt, ở trong sự tương tổ xúc sanh khởi các thọ, phần vị các thọ tánh sai biệt, liền năng ngộ nhập thức tánh vô thường. Vị kia đã thành tựu trí kiến như vậy, thứ lớp ở nơi thọ nương tựa thân, các xúc làm nhân và tất cả danh khác nhiếp lấy hành, đều năng chán lìa sanh thắng giải, ở nơi tất cả kia cũng được giải thoát. Vì đang giải thoát nên rốt ráo an trụ hai niết bàn giới, hoặc hữu dư y hoặc vô dư y. Lại nữa, bí số ở nơi pháp duyên khởi được thiện xảo, do ba chủng tướng ở nơi ba tế đây mà năng chân tránh tư duy suy lường, sẽ năng tận khổ. Sao gọi là ba tướng? Một, nương xứ hư khổ. Hai, nhân duyên khổ. Ba, nhân duyên nương xứ hư khổ. Đây gọi là ba tướng. Sao gọi là ba tế? Một, trung tế. Hai, quá khứ tế. Ba, vị lai tế. Đây gọi là ba tế. Trong đây nên biết nếu khổ trong thân là lạnh nóng và các thứ khổ sai biệt như bệnh chết là chỗ nương tựa của khổ hiện pháp sanh khởi. Vì có sao? Vì có đây nên nương tựa nơi thân sở y mà kiệt được sanh. Nương khổ nhiếp thọ bên ngoài là cha mẹ thân thuộc bạn bè, là chăm sóc hầu hạ, là cầm nắm dao gậy lấy làm điên sau,
là yêu sầu bi thán, chỗ nương tựa của các thứ khổ sai biệt. Vì cớ sao, như trước đã thuyết, hai chủng nương đầy dụng ái nhiếp thọ làm nhân, do nương tập ái đầy sanh khởi, gọi là nhân duyên khổ. Lại tức ái đây nương theo cảnh giới diệu sắc khả lạc, lấy làm chỗ nương mới bèn sanh khởi, cho nên thuyết kia danh là chỗ nương của nhân duyên khổ. Lại các sở hữu cảnh giới hiện tại, có lửa tham sân si nhiệt não làm nhân khiến phát khởi cháy khát, do đây ham muốn uống vào cảnh giới sở duyên diệu sắc khả lạc, ví như tạp độc, uống vị ngon ngọt ấy không thể xả bỏ mà chuyển tăng thêm khát ái. Do khát ái nên có nương đương lai, do nương đương lai liền có các thứ khổ. Như vậy nên biết nhiếp vào đệ nhất nghĩa gọi là hướng đến chết. Do đạo lý hiện tại như vậy nên rõ biết đạo lý quá khứ vị lai. Đây gọi là năng chân chánh tư duy suy tưởng trung tế, quá khứ tế và vị lai tế. Lại tức nương theo bốn chủng ngôn thuyết, thấy, nghe, hiểu, biết nên biết tất cả nương ba lượng. Hai chủng ngôn thuyết hoặc thấy hoặc biết là nương hiện lượng. Một chủng ngôn thuyết hiểu là nương tỷ lượng, một chủng ngôn thuyết nghe là nương trí giáo lượng. Lại nữa, do năm chủng tướng tránh siêng phương tiện quan sát duyên khởi, năng tận các thứ khổ, năng tác biến khổ. Những gì là năm? Một, quan sát nhân duyên sanh khởi của các pháp duyên sanh. Hai, quan sát nhân duyên kia diệt. Ba, như thật rõ biết năng hướng đến kia diệt, tu tập tránh hạnh. Bốn, tu hành tùy pháp hành pháp. Năm, ở nơi sự chứng đắc lìa tăng thượng mạng, như vậy gọi là khéo khởi quan sát và quả thành tựu viên mãn. Ban đầu từ vị lai, nương nhân duyên khổ, nghịch thứ lớp cho đến thức duyên danh sắc, do bốn chủng tướng quan sát thông đạt tụ tập chánh hạnh. Đó là do quan sát hai tướng, đương lai vì có nhân nên có quả, vì không nhân nên không quả. Đã quan sát rồi tụ tập chánh hạnh thông đạt nhân không, đã thông đạt rồi, lại tránh tu hành tùy pháp hành pháp, lại tránh quan sát ở trong hệ pháp vô minh làm duyên cho nghiệp mới. Phước vì phước bất động là có nhân pháp, nên tùy nghiệp phước vì phước bất động đã hành ấy mà có quả thức. Vì kia không có nên đây cũng không có, đã quan sát rồi như trước thông đạt và trần tránh tu hành. Khi tránh tu hành không tạo vô minh làm duyên gây tạo nghiệp mới, nên tiếp xúc nghiệp cũ rồi chóng năng tiêu dung ở trong hiện pháp chứng đắc hiện kiến thánh đạo, đạo quả niết bàn. Người kia lúc bấy giờ ví như thợ làm đồ gốm, nổi lửa phiền não nung chín tùy miên, theo đó thân có thức cũng được nung chín như nung chín cái lu.